tiếp tục set đấu thứ hai giữa team của Tú MC, Quý MC, Trường Trạng Bôn đang muốn đối đầu bên kia là Vũ Gà, công an thành phố Chắc Sô Riêng, Dũng Lai, Đại Dương. Điểm 2-1. Chắn bóng tốt của Trường Trạng Bôn và Tú MC, điểm 3-2. Bỏ bóng quá khéo léo. Điểm 3-0. Quý vừa là pha xử lý bóng tay phải chạm lưới của Quý MC quá. Điểm 4-3, nghiêng về phía đi. Bỏ bóng quá hay cho Trường. 4-0. Phát bóng ra ngoài của anh Đăng. Điểm 5-4. Quý chặn bóng tốt. Điểm 6-4. Phát bóng quá khéo của Dũng Lai các bạn. 7-4. Ôi, pha phát bóng bay đường bay quá khó chịu của Dũng Lai các bạn. Vẫn còn. Một pha bóng uy lực đặt tay trắng ra ngoài của Tú MC. Điểm 5-7. Và cái bóng quá hay của Tú rồi. Điểm 6-7. Đâu vậy? Phát bóng
nhỏ không qua lưới của anh Đăng Mốm. Điểm 86. 86. Rất khéo léo. 96. 96 cho VHD. Ôi quá hay cho anh Đăng các bạn. Tuy nhiên pha phản công của Tú MC bị chắn lụng các bạn. 16. Rồi đường bia đường quỹ đạo bay bóng quá khó chịu. Thì bóng vừa ra khỏi vạch một chút nha các bạn. 70. Quá nỗ lực của anh Đăng, tuy nhiên không cứu được pha bóng đó các bạn ơi. 11-7. Điểm 12-7. Ông Thạch Đen đã vô thế quý MC ra rồi nha các bạn. Bay ghê. Ông Thạch Đen đánh cho phạt, cho phạt. 3 bóng bay quỹ đạo ghê quá. Bỏ bóng khéo léo của quý Tú MC. Điểm 83. Phát bóng bỏ nhỏ. Vũ gà. Chạm tay trắng Thành Đen ra ngoài. 14-8. Có thể sẽ vào set thứ 3 nha các bạn. Bóng ngoài nằm ra. Bóng trong sân luôn các bạn ơi. Ngay dày luôn. 15-8. Trời ơi. Trường chẳng bom. Rồi xong luôn. Kết thúc set đấu thứ hai nha các bạn. Các bạn tiếp tục đón xem set thứ ba của hai đội này nha các bạn nha.